Chào cả nhà, thì theo cái hành trình gông gũi của mình hôm nay thì trên đường về quê, hiện bây giờ là khoảng 7 giờ tối và gặp cái ông cụ này bán vé số mà trước đây rất là nhiều người lại quay ông. Ủa sao bán tối vậy ông? Tại vì ông mà chúng mày rất nhiều lấy vé số chứ nó đem lên cái là cái trò luôn, cái bán luôn. Dạ. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 72 tuổi. 72 tuổi hả? Dạ, ông bán vé số này được bao nhiêu năm rồi? Bán cũng 2-3 năm nay rồi chứ cũng lâu rồi. Dạ. Ông quê ở đâu? Quê ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Tôi ở cạnh chú ở là ở Trạm Mỹ Đông là cũng có mấy gần 50 năm rồi. Dạ. Ở lâu lắm rồi. Xã Mỹ Đông, tạm trú ở Mỹ Đông là 4 mấy năm rồi. Rồi ông bán bây giờ đến mấy giờ ông mới nghỉ? Tới 8 giờ mấy, 9 giờ mới nghỉ. Rồi ông đi bằng gì? Đi bộ đây lộ vô đây chút mà. Dạ. Mỗi một ngày ông bán nhiêu tờ không? Ngày bán được 101, 102. 101, 102. Bây giờ mình bán sớm thì mình sẽ nghỉ sớm. Rồi ngày mai mình sẽ bán nữa. Con thấy ông ngồi từ buổi trưa là con đã thấy ông, con đi con thấy ông ở đây rồi. Đúng rồi, chú nói vậy đúng rồi. Dạ. Nhiều khi bữa bán được, bữa bán không. Dạ. Bữa giờ mưa quá cái. Rồi ông ở với ai? Ở với vợ con mà mạnh ai mới bán vé số. Chứ đây là còn đây là cô là. Tôi là vợ. À đây là vợ của chú. À. Cô với chú ở Vĩnh Long hả? Ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Quê tôi cha sinh mẹ đẻ là ở Vĩnh Long. Dạ. Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chú tên gì? Đoàn Văn Chính. Cô chú Chính hả? Đoàn Văn Chính. Đoàn Văn Chính. Dạ. Dạ. Tôi vợ với xã Mỹ Đông cũng nằm chứ. Dạ, chú chuyển hộ khẩu về đây rồi. Không có, trời ơi, không có nhà, bị gì lên mà không có tiền đó, rồi không có nhà cửa gì hết trơn á. Dạ. Nên cái rồi chứ trời không ở trên, nếu chú chứ nội tưởng thôi đến nhà cạnh rồi nó chứ ở trên chứ mẹ ăn ở trên mà chú không có 10 triệu thôi ở lại. Trước đây là chú bán vé số gì hay sao? Hả? À? Chú bán vé số gì là bao nhiêu năm rồi? Lâu rồi. Mấy chục năm rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ sao mấy sang qua rồi bán vé số. Chú có vợ con gì? Ủa chú có con không? Tôi với chú có con không? Tôi là bà có con hai trai hai gái. Dạ. Với đứa cháu nội. Mấy đứa con gái thì nó mới có chồng mà công ty ở trên thành phố lâu lâu nó gì à. Còn tôi ở đây chứ bán vé số cách được chạy vài hay sao. Dạ. Chú đã ngồi chỗ này bán lâu chưa chú? Cũng lâu. Bán cũng mấy năm mà. Mấy năm rồi hả? Dạ. Ngào ngồi ngay chỗ cái cột này luôn, ngay chỗ trụ đèn này luôn. Ở đây là xe này nhỏ, đây dẹp ra đây cứ bán công chứ đâu có đi đâu cha được. Dạ. Lội này nó ngay lội không nổi thiệt. Không đi giờ yên xìu à. Dạ. Bán gì rồi người ta, tối gì người ta mua cho chú nhiều không? Cũng có mua với mấy chú ở quay phim gặp nếu ai có đi quay rồi mua số cho tôi. Dạ. Nói ở trong đây là cái vé giò của chú để đây. À đó cái vé giò. Vé giò đây đó. Vậy dạ. Nó lớn ra cho vé để trong tổ. Chai này chai gì chú? Hả? Cái chai đó là cái chai thuốc. Chai nước uống. Nước uống hả? Nước uống nè. Dạ. Con chị cho con tưởng đâu là chú chỉ bán buổi sáng với buổi trưa thôi. Nhưng mà con không ngờ là con trên cái quá trình con chạy đi thì con gặp chú ăn buổi tối này nữa. Tối là chú ăn cơm xong rồi chú chạy lên đây mà ngồi nữa hay sao? Thì chiều cái bắt đầu nghỉ tắm rửa là cái vé số chiều với chỉ quý nó đem lên. Con dạ. Nói đúng ra là bữa ông ăn chắc đói không. Bữa ông đói quá là ông ăn cháo à. Dạ. Chú bây giờ ăn cơm được không? Ăn cơm bữa được bữa không, bữa chén mấy vậy. Dạ. Không ăn nhiều. Trời ơi. Bây giờ hết sức khỏe nên mình phải đi bán vé số ha chú ha. Dạ. Dạ. Bán cái rồi sao? Người ta sẽ thấy chú thương chú rồi người ta sẽ ngừng lại mua nhiều hơn cho chú. Dạ. Hiện bây giờ chú còn bao nhiêu tờ? Còn cũng tội giờ còn cũng 101, 102 gì. Vậy hả? Bán cũng khổ quá. Là ngày ngày chú bán khoảng một bạc khoảng bao nhiêu tờ? Thì 102, 103 mà bán là chiều giờ cũng được, mới giờ còn gần cả 100 tờ. À, có nghĩa là chú bán khoảng 120, 130 tờ.
Rồi chú bán sớm bữa nay rồi ngày mai bán được bữa nay hay nhiêu, bán được bao nhiêu hay bao nhiêu, ngày mai mình bán tiếp. Dạ. Chú Đoàn Văn Chính ở Vĩnh Long. Dạ. 1947. Dạ. Con thấy chú gầy quá. Dạ. Dạ. Rồi con cái của chú làm có gửi tiền cho chú không? Lâu lâu nó về nó cũng có cho cũng đỉnh vậy thôi. Dạ, con cái của chú có biết chú bán giấy số như thế này không? Biết chứ. Dạ. Xe quá. Biết hả chú hả? Lâu lâu có cái điện về năm không coi ông bệnh hoạn lại gì. Dạ. Trời ơi, con thấy chú lấy cho con 10 tờ đi, con mua giúp chú 10 tờ. Chú lấy 10 tờ nào cũng được, mỗi cái thứ cũng được nữa. Dạ. Con chú bán tranh thủ về sớm nha chú. Mưa gió rồi tối nữa. Chú về nghỉ đây nha. Chú sáng là chú mấy giờ chú ra chú bán? Khoảng 5 mấy 6 giờ mới ra. 5 giờ mấy 6 giờ sáng thôi cô. Thì cả nhà mình thì ở đây là hôm nay trên đoạn đường mình đi về quê. Mình đã gặp ở những cái video clip của những người trước quay thì mình thấy rất là nhiều người quay về ông. Thì hôm nay tình cờ con mới tìm hiểu cái hoàn cảnh ông bán giấy số như thế này. Thì ông bán luôn cả buổi tối. Nếu như mà cả nhà mình có tấm lòng hảo tâm thì hãy ghé ủng hộ chú vài tấm giấy số, coi như là làm phước. Chú ơi, con hôm nay con đến đây con tình cờ con kịp để các bà con quay phim về chú ha, cho người ta biết người ta có giúp đỡ giấy số cho chú thì chơi giúp. Rồi con chào chú.